Một du khách người Úc ngày đầu đến Việt Nam đã quẩy tưng bừng cùng người dân với bia và karaoke. Các bạn thân mến, mấy tháng trước một anh bạn người Úc có nickname K1 đã tới thăm Việt Nam. Địa điểm mà anh ấy đặt chân đến ở trong video là thành phố Hồ Chí Minh. Và chắc chắn những trải nghiệm trong lần đầu đến Việt Nam này sẽ là một ký ức tuyệt vời, khó quên. Mọi người cùng theo chân anh ấy để cùng trải nghiệm một Việt Nam thú vị đến nhường nào nhé! Xin chào, đây là ngày đầu tiên trở lại Việt Nam của tôi. Trước đó tôi đã đến đây 2 lần rồi, nhưng lần này tôi muốn khám phá một khu phố địa phương thay vì đi theo nhóm tới các địa danh du lịch nổi tiếng. Tôi muốn ăn một số món ăn địa phương và tôi muốn giao lưu với họ. Đó là những con người Việt Nam thân thiện và tất nhiên tôi cũng muốn uống bia ở Việt Nam vì bia ở đây rất rẻ và ngon. Thứ mà tôi muốn tìm đến ngay bây giờ chính là một ổ bánh mì. Bạn biết đấy, ở Việt Nam chúng ta không cần phải vào các nhà hàng sang trọng thì mới có được thức ăn ngon. Việc đơn giản của tôi chỉ là vào một quán ăn ở ven đường hay bất kỳ một chiếc xe đẩy hàng rong nào đó và tặng cho bản thân một ổ bánh mì. Như thế này chẳng hạn, ở Úc cũng có bánh mì Việt Nam nhưng ở đó chúng không ngon bằng ở đây. Trời đất ơi, nhiều hương vị lắm. Vâng, món này thật sự khác với những món tôi có ở Úc. Ồ, ở đây có một bữa trưa thật tuyệt vời, nó chỉ có 20.000 Việt Nam đồng, nó thậm chí còn ít hơn 1 đô la. Ngay bây giờ tôi đang đi bộ trên một con ngõ rất hẹp, tôi cũng không biết tôi sẽ đi đâu, nhưng điều đó không quan trọng với tôi. Bạn biết đấy, tôi không nhìn vào điện thoại hay bản đồ của mình, vì đó mới là phiêu lưu thật sự của một người đi du lịch. Ở Việt Nam có rất nhiều ngõ như thế này, nó giống như một mê cung với những con đường nhỏ và bạn cũng sẽ không biết được tiếp theo mình sẽ phải gặp chuyện gì và liệu có thứ gì đó không ổn đang chờ đón bản thân mình ở phía trước hay không. Thật ra đây là một tâm lý rất phổ biến của chúng ta. Chúng ta hầu như rất sợ khi phải đối mặt với một không gian hẹp và mới lạ. Nhưng bạn yên tâm đi, ở Việt Nam tôi đã gặp rất nhiều người, họ đều rất thân thiện và thích giúp đỡ. Nếu bạn cảm thấy mình cần giúp đỡ thì hãy lên tiếng với một người bất kỳ mà bạn gặp trên đường, họ sẽ giúp bạn ngay lập tức. Đó cũng chính là điều mà tôi thích nhất khi đi du lịch ở Việt Nam. Cuộc dạo chơi của anh ấy đã trở nên thú vị hơn khi mà anh này đi ngang qua một gia đình, nơi mà có mấy ông chú đang uống bia, cũng do sở thích khám phá và giao lưu với người dân địa phương mà sau một hồi nói chuyện mà anh ấy được mời vào nhậu cùng luôn. Anh ấy nói rằng những người đàn ông địa phương này biết tận hưởng cuộc sống thật đấy, họ có rất nhiều bia, họ đang hát, uống rượu rất vui vẻ, họ mời tôi ăn và còn mời tôi uống bia nữa, dù tôi ở lại chơi với họ. Vì vậy, đây chính là lý do tôi thích đến những khu phố như thế này, bạn sẽ rơi vào những tình huống thú vị tuyệt vời này. Bây giờ tôi sẽ vào giao lưu cùng mọi người, họ rất thân thiện. Tôi thì không nói được bất kỳ từ tiếng Việt nào, ngược lại họ cũng hầu như không nói được tiếng Anh, nhưng không hề có một chút mặc cảm nào cả. Chúng tôi đang có một khoảng thời gian tuyệt vời, thật tuyệt khi tôi được sống trong những khoảnh khắc này. Ôi trời, thật là một trải nghiệm đáng nhớ của ngày hôm nay, nó không thể tốt hơn được nữa. Tôi đã ở đó cả mấy tiếng đồng hồ liền, thật là quá vui, họ uống bia, họ rất thích gắp cho tôi đồ ăn và còn bóc lon bia liên tục cho tôi nữa. Hình như tôi đã uống 6 lon ở đó và cuối cùng trước khi ra về, tôi đã muốn gửi họ một chút tiền. Nhưng những người đàn ông hào phóng này đã xua tay, không muốn nhận bất kỳ khoản tiền nào cả. Thậm chí cuối cùng tôi phải rút ví ra thì tất cả họ đều đứng dậy ngay lập tức và ngăn tôi lại. Tôi đã học cách giao tiếp với mọi người mà không cần thật sự phải biết ngôn ngữ. Và ở đây cả hai chúng tôi chỉ cần nhìn và hiểu nhau bằng ngôn ngữ cơ thể. Cứ như vậy chúng tôi hát hò và uống bia cả hàng tiếng đồng hồ cùng nhau. Thật là một kỷ niệm tuyệt vời. Cảm ơn các bạn, những người tuyệt vời đã mang đến cho tôi một ngày thú vị. Và sau khi xem những hình ảnh thú vị này, khán giả nước ngoài cũng đã có rất nhiều bình luận thú vị. Mọi người cùng nghe xem họ nói gì nhé. Tôi đã có kinh nghiệm tương tự ở Thái Lan. Người dân Việt Nam và Thái Lan rất duyên dáng và tốt bụng, không thể diễn tả thành lời niềm vui mà nó mang lại cho tôi. Tôi chắc rằng bạn cũng đang đi trên mây. Cảm ơn rất nhiều, sự dung cảm lạc quan của bạn rất dễ lây lan. Tôi yêu Việt Nam, tôi cũng đã có ở đó một vài lần trải nghiệm giống bạn. Như bạn nói, mọi người rất thân thiện, đồ ăn ngon và một số đồ ăn tốt cho sức khỏe cũng là một phần thưởng nữa. Tự mình lên kế hoạch cho một chuyến đi đến đó. Sau đó ngược sông Mekong đến Lào và kết thúc ở Thái Lan trong hơn 7 tuần, bắt đầu từ tháng 12. Tôi sẽ theo dõi tiếp theo trong chuyến đi của bạn ở đó. Cảm ơn một lần nữa. Yeah, Việt Nam là một nơi tuyệt vời, đặc biệt là khi bạn dành thời gian với người dân địa phương. Hầu hết bạn bè của tôi ở thành phố Nha Trang là nhân viên làm trên thuyền du lịch. Khi tôi đến địa điểm của họ để tổ chức tiệc tùng, luôn luôn có bia, rượu rắn và nhiều thức ăn. Và hãy xem truyền thống của họ,
Đó là nếu bạn mời ai đó quay lại và dự tiệc, bạn không phải trả tiền. Vì vậy, hầu hết những nơi đó, tôi đều uống no nê và không tiêu gì cả. Giống như họ sẽ nói, nếu chúng ta đi đâu đó để uống sau giờ làm việc, tất cả chúng ta sẽ trả hóa đơn chung. Nhưng khi được mời, bạn không được bao giờ phải trả tiền. Đôi khi tôi vẫn bắt cậu con trai của mình đi lấy một thùng bia để phụ thêm vào. Tôi sẽ không bao giờ quên một lần chúng tôi uống rượu tại một quán thịt bò. Ở đó, họ chỉ luộc thịt bò trong khoảng 9 hoặc 10 tiếng đồng hồ. Chúng tôi đã uống rượu rắn và bia với tất cả số thịt bò tuyệt vời này và các loại rau khác nhau. Nghiêm túc, 3 giờ sau, tất cả chúng tôi lên xe máy để về nhà. Các bạn của tôi thường hay nói, không say đâu hoặc là không sao cả. Ký ức Việt Nam từ những năm 2000-2001 vẫn luôn ở trong tôi, không thể nào quên được. Những người đàn ông này thật tuyệt vời, bạn sẽ yêu Việt Nam thôi, đó là điều yêu thích của tôi ở Đông Nam Á. Bữa tiệc không hề điên cuồng và con người, thức ăn và giá trị đồng tiền thì rất tuyệt vời, tận hưởng thời gian của bạn ở đây. Đây chỉ đơn giản là thành phố thú vị nhất của tôi để đi chơi ở châu Á. Sài Gòn đẹp, nụ cười đẹp, niềm vui đẹp, xung cảm đẹp, màu sắc đẹp, bạn sẽ có một giấc mơ tuyệt vời ở Sài Gòn. Bạn sẽ thích nó, tôi đã đến đó từ năm 2018. Đất nước yêu thích của tôi giống như là Anthony Paudai tới Đà Nẵng. Tôi cũng đã sống ở đó vài tháng. Đó là thành phố tốt nhất ở Việt Nam, bạn sẽ hiểu tại sao khi bạn đến đó. Bạn ơi, bạn làm tôi muốn quay lại Việt Nam, video tuyệt vời quá. Tôi biết sự hào phóng của họ là không thể tưởng tượng được, chết tiệt. Rất vui được gặp lại Sài Gòn, thưởng thức đồ ăn ở đó khá là tuyệt và bạn đã có một sự thay đổi từ Thái Lan. Chính Anthony Paudai đã truyền cảm hứng cho tôi đi du lịch tới Việt Nam, chúc bạn vui vẻ. Tôi thích nó, đó là văn hóa Việt Nam gọi là nhậu, uống rượu, tụ tập và ăn vặt. Và họ từ chối bạn trả bất cứ thứ gì, thật sự là một sự xúc phạm nếu bạn trả tiền. Vị trí của họ là chủ nhà, bạn là khách, bạn ăn ngon, bạn uống tốt, thậm chí gói đồ mang về cho bạn là điều bình thường. Miễn là bạn biết 123 yo, đó là tất cả những gì bạn cần làm. Nếu bạn muốn trả lại cái gì đó cho họ, chỉ cần mang theo một thùng bia 24 lon và một cái cốc chạm cốc với họ, thì họ sẽ nhận, nhưng chắc chắn sẽ không phải trả tiền. Rất mong các video về Việt Nam tiếp theo của bạn, yêu kênh của bạn. Đừng lo lắng, mọi người luôn thân thiện như vậy. Tôi nhớ lần tôi tham gia một hoạt động tình nguyện ở một vùng quê nằm ở phía tây nam của Việt Nam. Tôi luôn được mời đến bữa tiệc của họ. Mỗi khi tôi đi qua một bữa tiệc, bạn không nên trả tiền cho họ. Vì điều đó có thể thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với họ. Bạn chỉ cần tận hưởng bữa tiệc với họ. Ngoài ra, nếu lúc đó bạn có sẵn một số đồ ăn trong tay, bạn có thể chia sẻ để họ cùng thưởng thức trong bữa tiệc. Tôi thích cách mà bạn tiệc tùng với mọi người ngay cả khi bạn không hiểu ngôn ngữ. Vui quá! Việt Nam chắc chắn là đất nước thân thiện và lịch sử nhất mà tôi từng gặp, yêu đất nước và nền văn hóa của họ. Nó xứng đáng được chia sẻ cho nhiều người khác biết tới. Cảm ơn bạn đưa video này vào cuộc sống bình thường của người Việt Nam, những người tuyệt vời. Để hòa đồng và vui vẻ với những anh chàng Việt Nam uống rượu, bạn không cần phải nói tiếng Việt hay bất cứ điều gì khác. Cứ cười tươi, giơ ngón tay cái, uống rượu, nhảy múa, một cách không giới hạn phong cách và ăn như em bé của anh ấy. Họ rất vui tính, thân thiện và tốt đẹp. Tôi đã dành 6 tuần đi du lịch ở Việt Nam, có điều gì đó đặc biệt trong các món ăn ngon nhất mà tôi từng thử. Đó là ở trong một gian hàng nhỏ bên lề đường, ngồi trên một chiếc ghế nhựa nhỏ được bao quanh bởi người dân địa phương và tất cả chỉ với giá khoảng 2 bảng Anh. Chúa ơi, tôi nhớ nó. Tôi đã ở đây một tháng trước, tuy nhiên có khởi đầu không suôn sẻ lắm khi tôi bị một tài xế taxi lừa đảo, nhưng tôi rất thích phần còn lại của kỳ nghỉ của mình. Và sau khi được một người Úc khuyên nên tránh thức ăn đường phố vì lý do vệ sinh, nên cuối cùng tôi đã ăn ở một nhà hàng toàn người nước ngoài. Tôi đã đi du lịch nhiều nơi ở Việt Nam, cả thành phố Hồ Chí Minh cho đến Hà Nội, xuyên phía Bắc bằng xe máy và sống ở thành phố Hồ Chí Minh khoảng 1 năm. Một số trải nghiệm du lịch tốt nhất của tôi đã ở đó. Sự ấm áp và hào phóng của người Việt Nam là vô song, thức ăn tuyệt vời và phong cách đẹp, đặc biệt là ở phía Bắc. Người ở châu Á đơn giản chỉ là một đẳng cấp khác, không thể tin được. Vào năm 2016, người dân Hà Nội đã cho tôi biết thế nào là ăn bún đêm. Tôi vẫn chưa có kế hoạch kết thúc thời gian tuyệt vời này. Tôi đã ở Việt Nam vào tháng 4 năm ngoái. Bánh mì ở Việt Nam tuyệt vời và ngon hơn bánh mì Pháp. Bây giờ tôi đang ở Philippines, trung tâm thương mại SM, có một gian hàng bánh mì. Phục vụ bánh mì bên trên bề mặt có một lớp cuộn mềm, bánh mì Pháp là nền tảng, làm cho bánh mì Việt Nam trở thành một chiếc bánh tuyệt vời. Sau khi xem video này, chứng kiến cảnh người dân quyết không nhận tiền, một anh bạn khác còn mách cách như sau.
Những gì bạn phải làm là giấu tiền dưới đĩa thức ăn hoặc đồ uống, sau đó chạy đi trước khi họ nhận ra bạn để lại tiền cho họ. Vâng, bạn có thể đóng góp một chút rượu cho bữa ăn và quả thực họ rất hào phóng và tôi cũng thích cách họ tương tác với bạn. Bạn hãy thử và đóng góp ủng hộ với một vài đô la. Anh bạn du khách người Úc đã reply ở bên dưới như sau. Tôi đã thử, nếu bạn xem đoạn clip đó ở cuối video, tất cả họ sẽ lao vào tôi khi tôi rút ví. Tôi muốn quay lại đó sau vài ngày với một thùng bia và hò hét lên với họ. Bạn có thể tưởng tượng một số người đang uống rượu rồi họ gọi bạn trong khi bạn đang đi bộ trên phố và mời bạn uống bia và ăn đồ ăn của họ. Điều đó thật tuyệt vời. Đông Nam Á là tuyệt vời mỗi khi bạn nghĩ về nó. Tôi hiện đang ở Đà Nẵng, nó thuộc duyên hải miền Trung Việt Nam. Đẹp quá mọi người ơi. Trên thực tế, Unlimited Equine cũng ở đây. Tôi không chắc bạn đã xem anh ấy chưa, nhưng anh ấy cũng là một YouTuber lớn ở Thái Lan. Tôi đã gặp anh ấy vào hôm trước. Anh ấy thật sự hạnh phúc ở đây. Tôi đánh giá cao nơi này nếu bạn có cơ hội. Tôi biết 30 ngày không phải là nhiều thời gian, nhưng bạn luôn có thể làm tốt thủ tục cấp thị thực cũ. Wow, thật là một ngày tuyệt vời với mọi người, thật tuyệt vời. Một cảm giác không thể chờ đợi cho đến khi tôi nghỉ hưu và chuyển đến châu Á. Bạn là người đàn ông may mắn, tôi rất nóng lòng được tự mình trải nghiệm nó vào năm sau. Cảm ơn đã cho chúng tôi thấy những thứ xung quanh. Tôi thích xem video bạn đi du lịch, đi chơi với người dân địa phương và thử đồ ăn của họ. Đó là điều tôi khao khát được làm vào một ngày nào đó. Nhưng thay vì chỉ thử đồ ăn, tôi còn muốn vào bếp của những nhà hàng nhỏ và trau dồi kỹ năng nấu nướng của mình, học hỏi những công thức nấu ăn mới từ những người dân địa phương. Và một ngày nào đó tôi hy vọng sẽ mở một nhà hàng với những hương vị từ khắp nơi trên thế giới. Trong một thời gian ngắn ở Việt Nam, một điều tôi có thể nói là sản phẩm và thực phẩm của họ hoàn toàn phi thường, nguyên liệu tươi ngon, trái cây ngon và rất đầy đủ. Tôi cho rằng đó là chế độ ăn giàu protein và nhiều rau củ, chưa bao giờ cảm thấy tốt hơn khi tôi ở đó. Người Việt Nam có một trong những món ăn ngon nhất thế giới, người dân sống tốt, bản chất tốt, văn hóa tốt, thế giới cần biết đến Việt Nam nhiều hơn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nếu thấy video này hay thì đừng quên bấm nút like và đăng ký kênh để ủng hộ admin nhé. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.